Nói thiệt nha, kể từ khi mà em thấy chị Hồng Gia bán bún bò đó, cái tự dưng cái em ớn ngang luôn, không ăn nữa, tự dưng cái ngán, không dám ăn bún bò nữa, tại vì rất là sợ những cái dị vật lạ rồi đó, giống như kiểu nó rớt ve này nọ, tự dưng cái không dám ăn, sợ luôn như vậy đó. Mặc dù là cái món bún bò là cái món khoái khẩu của em từ hồi trước giờ đó, rất là thích ăn bún bò giò heo, nhưng mà kể từ khi chị Hồng Gia bán là em đã coi như từ bỏ cái món khoái khẩu của mình đó. Em không còn ăn bún bò nữa, em chuyển sang ăn bún thịt nướng nha. Không ăn bún bò nữa, ăn bún thịt nướng nha mấy má nha. Có mấy má nào mà giống em không? Tự dưng cái thấy chị Hồng Gia bán bún bò, cái tự dưng cái không muốn ăn bún bò luôn vậy đó nha. Cho nên là cũng rất là tội nghiệp những cái người mà bán bún bò đó. Cái này là do cảm nhận cá nhân của em thôi nha, chứ không phải ai cũng vậy nha. Cho nên mấy cái anh chị mà đang bán bún bò đó cũng đừng có buồn em nha. Tại vì kiểu em thấy chị Hồng Gia bán, cái tự dưng cái em ngán luôn vậy đó, em không thích ăn luôn vậy đó ha. Với lại em nghe chị Hồng Gia nói ngày chị bán 600 tô bún bò hả, hả chị Hồng Gia? Trời ơi, một ngày bán 600 tô, rồi thuê bao nhiêu nhân viên má? Thuê bao nhiêu người? Với cái số lượng mà nhân viên ít ỏi như vậy mà một ngày bán 600 tô và làm nổi không bà? Nổi cái khâu mà lặt rau, hành hẹ, đồ này nọ rồi đó, rau, đồ này nọ không đó. Thì ít nhất cũng phải 2-3 con nhân viên mới có thể kham nổi cái số lượng mà 600 tô một ngày. Là riêng cái vụ rau thôi đó nha. Chưa kể tới cái vụ rửa chén rửa tô ha, 600 tô thì phải rửa nhiều hơn chứ, tại vì còn nhiều thứ nữa, đâu phải tô không đâu, còn đũa, còn muỗng, còn ba cái chén mà đựng nước mắm nước màu được nữa chi, đúng không? Thì không biết là bao nhiêu người để mà rửa nguyên cái đống chén hả, cả 1.000 tô như vậy hả, mà kêu một ngày bán 600 tô. Trời ơi, có ấy quá không vậy, có nói thắt quá không vậy chị? Rồi thêm nữa là nếu như mà 600 tô bún bò thì một ngày chị bán bao nhiêu ký bún? Hả? Bao nhiêu trăm ký bún vậy bà? Một tô là bao nhiêu trăm gram bún? Rồi bà bán 600 tô đó là một ngày bà bán bao nhiêu trăm ký bún ha bà? Nha, cái này là mới ra nè, cái này mới mở rồi, kiểu mà chưa có tìm hiểu kỹ nè, cho nên nói hơi bị lố nè. Rồi thêm nữa nha, ngoài bún ra là còn cái gì? Còn thịt bò. Thịt bò nha, 600 tô là một ngày coi chừng gần một con bò đó. Ha, gần một con bò, rồi chưa kể là giò heo, chả, rồi tùm lum tà la hết trơn á ha. Thì để mà đâu phải là tự dưng cái có cái tô bún bò phải nấu nha, phải nấu. Và nếu như mà 600 tô thì một ngày bao nhiêu cái nồi nước lèo? Bao nhiêu cái nồi nước lèo mới nấu được 600 tô ha bà? Cho nên là trời ơi, bà nói mà giống như kiểu tôi thấy bà nói rất là thấp luôn đó nha mẹ. Một ngày ta 50 đến 100 tô được rồi, mới mở mà. Mình mới mở chứ không phải là mình có thâm niên mấy chục năm rồi, đâu phải là bán bún bò gia truyền. Cái này là mới mở, mới gây dựng lại nha. Có thể là cái cô kia hồi trước là cổ cũng từng bán rồi đó, bán ở đâu đó đó, nhưng mà bây giờ là thấy là có vẻ như cũng mới mở nè, mới khai trương nè, thì khách ở đâu ra mà 600 tô một ngày vậy mẹ? Trong khi á, mẹ không phải là kiểu một cái ngôi sao hạng A nha, mẹ anti-fan rất là nhiều, fan mẹ tôi thấy rất là ít ỏi luôn á. Fan mẹ rất là ít ỏi thì ở đâu ra 600 tô, phải chi mà cái bà kia đó, phải chi mà cái chị Hồng Loan mà bà mở bán bún bò thì một ngày 600 tô tôi chịu. Tại vì Hồng Loan rất là nhiều người ủng hộ thì bán 600 tô ok. Còn bà Hồng Gia ở đâu ra mà 600 tô một ngày vậy trời, ở đâu ra vậy má, fan hâm mộ của má ở đâu vậy? Trong khi đó là bao nhiêu cái, trời ơi, mỗi lần mà đăng lên một cái nghe là tôi thấy anti fan nó vô nó thả phẫn nộ bà không như vậy đó. Thì ở đâu mà 600 tô vậy mẹ? Nói là không có kiểu mà nói là bị lố hay bị khách nè, bà là chuyên gia như vậy đó nha. Rồi khi mà em gọi tên chị Hồng Gia đó thì em thấy khá là nhiều người vô comment đó, kêu là kiểu mà bán bún bò chẳng qua là giống như kiểu hợp thức quá cái vụ gì đó, cái vụ mà sao đó ha. Thì em thấy cũng có một số người họ vô họ comment họ kêu là thật ra là bán bún bò để hợp thức quá cái gì đó, rồi rửa rửa gì đó mà không phải rửa chén. Nghe nghe mấy người đó comment kêu là rửa rửa cái gì đó, rửa cái gì đó mà không phải là rửa chén rửa tô, không có rửa chén rửa tô, rửa đũa rửa muỗng gì hết trơn á, mà nghe nói là rửa rửa cái gì đó thì không biết có hay không, nhưng mà thấy người ta comment như vậy đó chứ. Trời ơi, với lại em nói chị nghe nè, một ngày mà bán 600 tô như vậy đó là dễ làm giàu lắm nha má. Một ngày 600 tô thì một ngày như vậy 600 tô, một tô bún bò mà kiểu mà ở trung tâm đó ha, mà nếu như mà chất lượng á thì một tô cũng khoảng 50 ngàn, thì một ngày má 600 tô có thể là má một ngày má 30 triệu không,
một ngày nó 30 triệu thì một tháng là nó gần cả tỷ rồi. Trời ơi, rất là dễ làm giàu luôn nha. Bây giờ là không cần phải đi ca hát gì hết trơn á. Tại vì em nghĩ rằng là chắc là không có xô xí gì bao nhiêu đâu. Cho nên là bây giờ cứ cứ tập trung bán bóng mờ đi. Một ngày 600 tô đó, một tháng gần cả tỷ đó. Rồi trừ chi phí đầu ra này nọ đó chắc là cũng được nhiều lắm. Cho nên là mình cứ phát huy đi, phát huy cái sự nghiệp bán bún bò đi ha. Nhưng mà kiểu giống như kiểu sao ta, mình là một cái người kiểu là nghệ sĩ ha, dù sao mình cũng là một người nghệ sĩ thì mình nói đâu nó phải có đó, mình nói sao mà cho nó chắc. Tại vì những cái người mà nói dối á thì rất là nhiều cái điểm mâu thuẫn, có nghĩa là họ trước nói thế này và sau nói thế kia sẽ không có một cái sự đồng nhất, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái người mà nói nó không có thật á, thì nó sẽ rất là nhiều cái vấn đề trong đó và người ta bắt bẻ được ha. Cho nên là nếu như mà mình là một cái người mà ngay thẳng đó, thật thà ngay thẳng, thì chị Cảnh nghĩ rằng là mình nên nói có sao nói vậy đi ha, thì cộng đồng mạng họ sẽ không có vào để mà họ bắt bẻ mình được đâu nha. Hồng Gia ơi, Hồng Gia. Cho nên là trời ơi là trời, cái gì với bà. Rồi có một số má hoa hậu thân thiện vô á, kêu á là dù sao người ta bây giờ người ta cũng đã đi bán bún bò rồi, rất là xót xa đó, rất là xót xa cho cái hoàn cảnh là phải đi bán bún bò, nó phải đi bê bưng từng tô và phải đi quét lau bàn rồi quét nhà rồi đó, gỡ rất là xót xa. Cho nên là đừng có dồn người ta vào đường cùng đồ này nọ đó. Có ai mà dồn vô đường cùng, có ai cấm bán đâu. Trời ơi, người ta thì kêu là đi làm như vậy, đi bán như vậy, đi lao động là vinh quang. Có ai kêu là đừng có ăn bún bò, có ai kêu tẩy chay đâu đâu. Không có. Trời ơi, cái chuyện mà bán là cứ bán đi, đâu có ai cấm đâu. Đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà bán mà kiểu mà lên mà nói như vậy thì người ta thấy thấy ghét đó. Người ta thấy thấy ghét mà lên cái thái độ mà kiểu mà cười cười rồi rồi ấy ấy như vậy thì người ta cảm thấy không có thích đó. Thì người ta thấy cái kiểu mà cười mà điệu điệu như vậy đó, rồi nói trên trời dưới đất như vậy thì người ta ghét đó, người ta vô người ta nói. Chứ đâu phải là người ta kêu là không được bán bún bò, hoặc là người ta kêu là tẩy chay, đừng có ăn bún bò rồi đâu. Không có nha má, không có nha. Còn con không ăn là tại vì tự nhiên con thấy ngán nha. Con là không ăn bún bò là tự nhiên con thấy ngán, con thấy bả bán là con ngán, con ớn ớn sao đó, con sợ. Giống như kiểu con cũng sợ cái tình trạng mà ve đồ này nọ đó, con cũng khá là sợ đó, sợ những cái dị vật lạ. Thì cái đó là bản thân của con, bản thân của con tự cảm nhận, con tự sợ ha, chứ con không có kêu tẩy chay tẩy ơ gì trơn á. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là không có ai dòm bà nó vô đường cùng hết trơn á. Cái vấn đề ở đây là người ta thấy mà kiểu mà buôn bán mà kiểu mà không có thật thà rồi đó, nói chuyện mà kiểu mình nổ nổ như vậy thì người ta ghét thôi. Mới mở thì ở đâu ra mà một ngày 600-700 tô, ở đâu ra vậy? Trời ơi, 600-700 tô rồi rồi làm nổi không, bao nhiêu nhân viên? Trời ơi, có biết là lật rau lật ơn nổi mà lật rau không, là phải từ nửa đêm mà lật tới sáng đó, phải bán cho 600 tô đó. Bún bò là người ta ăn rau rất là nhiều, hiểu chưa? Hiểu chưa mấy má? Má nào mà ăn bún bò mà kiểu mà ăn rau rồi mà bị dính răng rồi đó, rồi ta cái nước mà kiểu mà nước lèo đồ này nọ rồi đó, mà nó có làm cho mấy má bị dèo răng rồi đó, thì mấy má nên mua cái kem đánh răng Red của Mỹ nha. Kem đánh răng này rất là trắng răng nha. Má nào mà răng vàng đen đen đồ đó thì quất cái kem đánh răng này vô. Kem đánh răng này rất là trắng. Kem đánh răng này là kem đánh răng của Mỹ nha. Ngoài công dụng làm trắng thì kem đánh răng này nó còn giúp cho mình có thể ngăn ngừa mảng bám và ngăn ngừa sâu răng. Đặc biệt kem đánh răng này nó sẽ giúp cho mình ngăn ngừa sâu răng luôn nha mọi người. Tại vì cái hàm lượng clo đó đạt tiêu chuẩn quốc tế đó nha mọi người nha. Kem đánh răng này là kem đánh răng của Mỹ, nó chuyên về là siêu trắng luôn nha mọi người nha. Cho nên má nào mà muốn cho mình có một cái hàm răng mà trắng sáng đó, giống như răng của em nè đó, trắng sáng là răng thật nha, giống phải răng sứ nha, thì inbox Chí Cảnh nha. Kem đánh răng này có giá là 270.000 nha, 270.000. Số điện thoại Zalo là 0938 386787 nha. Ai mà mua kem đánh răng thì inbox Chí Cảnh nha mọi người nha.